bay bay. Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dạy dỗ, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Áo nhà chùa con không còn giữ được thì ba lại này con xin từ tà giới ông. Kinh mãi mãi không còn được nghe mỏ sớm giới chuông chiều. Kể từ đây lưu lạc chốn bụi hồng, sẽ lăn lộn với cuộc đời thi mi giả trang, bằng tâm hồn non dài thơ. Còn đủ anh để qua tên người con nữa. Trời ơi, tôi đã nhúng tay vào tội lỗi, bằng tâm tư không giỡn chút lỗi lầm. Âu cũng là những sông hay đã có những thương không. Chuyện chúng mình ở đẹp như
kỷ niệm thoáng mơ hồ qua giấc ngủ tan kiên. Cuộc đời em còn một tương lai rực rỡ, đừng vì anh mà phi bỏ cán đời xưa. Hãy quên đi những gì ước cao đêm hạnh ngộ, cho buổi chia để tâm chất nặng niềm thương. Vào một hoàn cảnh khó khăn làm ăn với lỗi đạo với những người đã chết, phụ rải công ơn của những kẻ đã tốt hy sinh để giật dành cho anh một cuộc sống. Nga Mùi, Mùi ơi, nếu có thương anh thì em hãy quay lưng ngoảnh mặt cho anh làm tròn trách nhiệm thiêng liêng. Và cuộc họp mặt này đây là lần sau cuối, rồi chúng ta xa lạ với nhau. Em có những người thân thuộc của em, anh còn những người mà anh quý trọng.